Một chiếc xe đẩy hàng nhưng có màu sắc vô cùng nổi bật, thiết kế đẹp mắt và điều không thể thiếu chính là tính ứng dụng của sản phẩm trong đời sống. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến model xe đẩy hàng hai bánh rút gọn HT280, một sản phẩm của thương hiệu Fuji Home. Được làm từ chất liệu nhôm và nhựa PP cao cấp, mang lại độ bền cho sản phẩm, khó bị biến dạng, có trọng lượng nhẹ, không chứa nhiều thành phần độc hại nên đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Xe đẩy hàng hai bánh rút gọn HT280 hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa có mức tải trọng lý tưởng lên tới 80 kg, phù hợp sử dụng cho các nhà kho, siêu thị, nhà máy, v.v. Tấm đỡ bằng nhôm cao cấp, chống chịu tốt với thời tiết mưa hay môi trường ẩm ướt. Bánh xe được làm bằng chất liệu cao su và nhựa tổng hợp TPR có nhiều ưu điểm như chịu được tải trọng cao, bền, không tạo ra vết bẩn trên sàn, không bị ăn mòn hóa chất, tạo ra tiếng ồn thấp khi vận hành, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, có thể tái chế. Tay đẩy được làm bằng hợp kim nhôm siêu bền, có nấc để điều chỉnh phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Tay nắm nhựa mềm giúp bạn có thể cầm nắm chắc chắn, tiện lợi và di chuyển một cách dễ dàng. Xe được thiết kế rất gọn gàng, dễ thu gọn, dễ dàng mang vác vận chuyển đi lại, giúp tiết kiệm diện tích khi cất giữ. Giờ đây, với HT280, công việc vận chuyển của bạn đã trở nên đơn giản, dễ dàng. Với thiết kế nhỏ gọn, HT280 dễ dàng luồn lách trong các không gian nhỏ hẹp hay đi vào thang máy mà không chiếm quá nhiều diện tích. Với những gì mà Fuji Home HT280 mang lại thì không có lý do gì mà lại không nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay những sản phẩm tiện lợi này.